Thưa quý vị, tháng 5, tháng công nhân năm 2023 với chủ đề Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức được Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre và các cấp công đoàn triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi hướng về công đoàn viên người lao động. Qua đó, doanh nghiệp tập trung triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở cho người lao động làm việc tại đơn vị. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2023 do Liên đoàn Lao động huyện Mỏ Cày Bắc phát động, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Diệt Dương 3 đã xây dựng kế hoạch chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Trong đó, công đoàn cơ sở công ty phối hợp với công đoàn cơ sở xã Tân Thành Bình và xã Hưng Khánh Trung A tổ chức giao lưu bóng đá mini giữa công đoàn viên là người lao động và công đoàn viên đang làm việc tại các xã ở huyện nhằm tăng cường nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động sau giờ làm việc, tạo cơ hội giao lưu, học tập lẫn nhau, tăng cường tình đoàn kết giữa các đoàn viên. Công đoàn công ty cũng trao nhiều phần quà cho những công đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó với tổng số tiền hỗ trợ trên 70 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nan y, hiểm nghèo, số tiền 50 triệu đồng và các phần nhu yếu phẩm giúp người lao động ở công ty có động lực vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ban lãnh đạo và công đoàn công ty Việt Vương 3 đã hỗ trợ cho em số tiền là 50 triệu đồng để em có thể tiếp tục điều trị căn bệnh của mình. Và em hứa sau khi mà điều trị căn bệnh xong thì em sẽ trở lại công ty làm việc và cố gắng hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà công ty đã giao cho em. Công đoàn cũng đã ban hành ra kế hoạch tổ chức cái tháng công nhân tháng 5. Thì với cái mô hình hoạt động là thứ nhất là sẽ tổ chức những cái giao lưu văn hóa thể dục thể thao như là cái bóng đá mini sáng ngày hôm nay khai mạc. Thứ hai thì tổ chức cái chương trình hội nghị người lao động đối thoại cho công nhân trong tháng 5 trong cái doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của người lao động, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cho công nhân viên người lao động. Nhằm góp phần chăm lo cho đời sống công nhân lao động, công đoàn cơ sở công ty Genet Abaro ở khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành cũng vừa tổ chức chương trình phát quà tặng nhu yếu phẩm cho tất cả đoàn viên, người lao động ở công ty trong tháng công nhân với kinh phí trên 90 triệu đồng. Tổ chức các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động trong lao động sản xuất, khuyến khích đoàn viên, công nhân hăng hái làm việc, tăng năng suất. Đồng thời, lãnh đạo công ty phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp người lao động an tâm làm việc. Công đoàn cơ sở đã đề xuất xin ý kiến và được sự hướng dẫn của công đoàn các khu công nghiệp cũng như sự đồng thuận của ban giám đốc. Thì công đoàn cơ sở đã tổ chức phát quà cho 100% đoàn viên đang làm việc tại công ty, mỗi phần quà là 10 kg gạo. Với hy vọng là đoàn viên sẽ được san sẻ một phần nào khó khăn và tạo động lực cho người lao động đang làm việc ở đây. Là tổ chức công đoàn có số lượng đoàn viên nhiều, chủ yếu là công nhân. Trong tháng công nhân năm nay, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã phát động, tập trung tổ chức các hoạt động hướng về công nhân lao động, tổ chức chương trình bán hàng, giảm giá tại khu công nghiệp Giao Long, phục vụ nhu cầu thiết thực, đã thu hút nhiều đoàn viên, người lao động tham gia. Đồng thời quan tâm chỉ đạo các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp, chăm lo đời sống, tổ chức hoạt động hướng về công nhân viên, người lao động. Trong tháng nhân này, doanh nghiệp cũng đã rất là quan tâm đến người lao động. Thì cụ thể là những doanh nghiệp sẽ tổ chức cho đi tham quan du lịch, rồi để tạo cái điều kiện chăm lo cái đời sống hàng ngày, tăng cường cái chất lượng bữa ăn ca, rồi thậm chí có những nơi thì sẽ làm những cái chương trình phúc lợi, tặng quà cho đoàn viên, tạo điều kiện để đoàn viên đi giao lưu các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ. Tháng công nhân đã trở thành điểm nhấn quan trọng, luôn được cấp ủy, chính quyền, xã hội và các doanh nghiệp quan tâm, thực hiện nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, công nhân, người lao động, phấn đấu lao động sản xuất tốt và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp.